Kính thưa tất cả các đồng nghiệp, trước tiên là xin cảm ơn ban tổ chức cho tôi cơ hội để trình bày một cái đảm bảo chất lượng xét nghiệm khí máu trong động mạch. Thì tôi là bên cận lâm sàng, thì cũng theo yêu cầu của ban tổ chức thì muốn trình bày một cái về cái xét nghiệm khí máu. Thì mà xét nghiệm khí máu thì như chúng ta đã biết rồi, các speaker từ đầu nói rồi, thì tôi thấy là đây là một những cái xét nghiệm là nó tương đối khó từ cái lúc lấy máu đến khi biện luận. Biện luận thì nói như vừa rồi là 6 bước đấy, nhưng mà nhìn chung là cái rối loạn của nó phải tới 16 cái rối loạn, kể cả cái bình thường là tới 16. Thế còn lại thì chúng ta phải thực hành nhiều thì mới biện luận được và có cái cấp cứu xử lý nhanh, chứ không phải là rành rang được. Thế còn bây giờ tôi nói trên cái phương diện là cái trong xét nghiệm chúng ta biết rồi, nó có sẽ có ba cái giai đoạn chính là trước, trong và sau xét nghiệm. Thì tôi tập trung chủ yếu vào cái giai đoạn trước xét nghiệm để đảm bảo cái kết quả nó có thể nó đảm bảo và cái nhận định kết quả nó sẽ tốt trong vấn đề là xử lý cũng như là theo dõi. Thì chúng ta biết rồi, khí máu động mạch là một cái xét nghiệm rất quan trọng tại các cái khoa hồi sức cấp cứu, rồi điều trị tích cực hoặc là về hô hấp. Các mẫu bệnh phẩm thì phải lấy từ máu động mạch, nó khác những cái xét nghiệm khác, có thể lấy máu tĩnh mạch hoặc lấy máu đầu ngón tay hoặc gót chân vân vân ở trẻ em. Và kết quả khí máu thì đánh giá cái tình trạng kiềm toan hô hấp hoặc là chuyển hóa, như vừa rồi cái speaker vừa nói. Đây là một thông số rất là quan trọng. Thế thì người ta đã nhận định rồi, xét nghiệm khí máu là một cái xét nghiệm cấp cứu vì kết quả phân tích ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Và thấy rằng là gì? Không thời gian không có kết quả thì cái ít ảnh hưởng đến tới bệnh nhân hơn là có kết quả sai. Thế mục đích của cái xét nghiệm này thì để làm gì? Thì nó đánh giá cái tình trạng thông khí, đánh giá tình trạng van kiềm và đánh giá cái tình trạng oxy hóa máu, và nó đánh giá cái khả năng vận chuyển oxy máu dựa vào các cái thông số. Và có cái hướng xử trí kịp thời, ví dụ như chỉ thở máu hay không này, bù van kiềm hoặc một số các can thiệp khác, hoặc là đánh giá cái đáp ứng điều trị, theo dõi cái tình trạng tiến triển bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân suy hô hấp, sốc hoặc là đang thở máy. Thì các chỉ định thì cũng có rất nhiều chỉ định, nhưng một số cái chỉ định chính có thể hay gặp đấy là suy hô hấp hoặc là suy tuần hoàn hoặc là bệnh lý về thận, bệnh lý về nội tiết, đái tháo đường giai đoạn cuối, hoặc bệnh lý của cái tuyến vỏ thượng thận, hoặc là một số trường hợp ngộ độc. Thường là chúng tôi rất hay gặp ở cái cuối năm thì sẽ rất nhiều trường hợp ngộ độc, ví dụ như ngộ độc mật cá chấm, ngộ độc mật kỳ đà. Thường cuối năm hay tắt ao thì có những cái đợt người ta nuốt trọn cả một cái mật cá chấm thì là cái khả năng ngộ độc thì cũng có thể xảy ra, hoặc là rối loạn điện giải vân vân. Hoặc là trong quá trình điều trị thì có một số cái liệu pháp oxy vân vân, hoặc là truyền dịch nó quá thì cũng có thể ảnh hưởng. Về chống chỉ định cái xét nghiệm này thì hầu như là rất ít, chỉ trừ có trường hợp mà cái test Allen nên âm tính, và các cái trường hợp khác đặc biệt là rối loạn đông máu hoặc là đang dùng cái thuốc chống đông hoặc là tiêu sợi huyết, hoặc là một số bệnh nhân ưa chảy máu chẳng hemophilia, hoặc là cái vùng mà mình lấy máu, vùng động mạch quay này hoặc động mạch bẹn vân vân, cái vùng ấy cái tổn thương da mềm bị hoại tử chẳng hạn, thì chúng ta phải tránh để sang vùng khác. Thì như trên tôi nói rồi, trong xét nghiệm thì nó có ba cái giai đoạn chính là trước, trong và sau xét nghiệm. Thì chúng tôi muốn tập trung chủ yếu vào cái giai đoạn trước xét nghiệm. Đấy là cái giai đoạn là lấy máu, thu thập máu và chuyển lên phòng xét nghiệm. Thì tiếp theo là giai đoạn xét nghiệm, và sau cùng là giai đoạn sau xét nghiệm. Thì cái sai số nó rơi vào cái vùng này nhiều nhất. Thì tất cả là hoặc là chúng ta ở phòng cấp cứu hoặc phòng ICU vân vân, hoặc là cái điều trị tích cực. Thì nếu mà có máy ngay đấy thì chúng ta cũng phải tuân thủ một số các cái
quy trình trong lấy máu để nó đảm bảo cái kết quả nó tốt. Và ta thấy rằng là tới 60 đến 70% các cái quyết định y khoa thì dựa trên cái kết quả xét nghiệm. Thế thì cái đầu vào của chúng ta nó phải đảm bảo, chứ không là cái sai số trong vấn đề như chất chống đông hoặc là bị những cái bội nhiễm. Tại vì chúng ta biết rằng là cái xét nghiệm khí máu này nó khác cái xét nghiệm khác, là chúng ta phân tích cái thành phần khí ở trong máu, chứ không như là định lượng ure, gre hay là acid uric. Và chúng ta biết là xung quanh chúng ta là đều có không khí, và không khí nó lọt vào nó bội nhiễm thì là cái kết quả của chúng ta sai ngay. Ví dụ như chúng ta như này, mình xuống biển để người ta quay các cái phong cảnh dưới biển, san hô các kia, thì không thể lấy cái máy ảnh bình thường này xuống được, và nó có cái thiết bị đặc biệt để nó không ngăn không cho nước nó xâm nhập vào. Còn trên này thì chúng ta là bao quanh chúng ta đều là không khí hết, mà chúng ta cầm một cái mẫu máu nó bị xâm nhập cái không khí vào thì nó sẽ sai rất nhiều. Thì đây là cái mô hình cho những cái giai đoạn trước xét nghiệm, thì gồm những cái yêu cầu như này: lấy mẫu, thông tin bệnh nhân, vận chuyển mẫu, nhận mẫu, vân vân. Và tiếp theo là giai đoạn xét nghiệm, thì cái này nó thuộc về phòng xét nghiệm. Và cái giai đoạn sau xét nghiệm thì gồm có xem xét, lưu trữ, lưu giữ mẫu. Thì cái riêng cái khí máu này thì nó không như cái xét nghiệm khác, chúng ta phải làm tức thời trong vòng 30 phút đến 45 phút thôi, chứ không thể lưu được. Một số xét nghiệm khác người ta quy định có thể lưu, có thể từ 3 ngày đến 5 ngày, nhưng cái này thì không lưu được, nó sẽ sai hoàn toàn. Thế còn trước tiên là nói về cái dụng cụ. Dụng cụ mà để lấy máu động mạch thì là thường là bơm tiêm loại 30 lít, hoặc là cái tốt nhất là các cái capillary và có thanh trộn vân vân. Thì đây là các cái dụng cụ mà chúng ta có thể nhìn. Tất cả những cái thanh này hoặc là cái syringe này thì trong đó người ta đều có tráng cái chất heparin. Thì cái chất chống đông ấy thì có thể sử dụng là cái heparin dạng phun xương đông khô, thì nó để nó công cân bằng cái điện giải. Nếu mà chúng ta dùng cái natri heparin thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái xét nghiệm mà định lượng trong cái tổ hợp phân tích máu này mà nó có cái natri, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thông số natri. Hoặc là cái xét nghiệm mà ví dụ như có các cái yếu tố thì có thể dùng cái cho heparin. Nếu mà chúng ta dùng cái heparin lỏng ấy thì nó làm pha loãng mẫu đi, và ít nhiều một số cái thông số nó có thể thay đổi, ví dụ như là PO2, natri, clo, hoặc là nó có thể làm giảm các cái thông số như PCO2, canxi, kali hoặc là canxi, lactat. Và không nên sử dụng cái natri heparin. Thì việc tuân thủ chung thì đảm bảo về tuyệt đối vô trùng rồi, người thực hiện thì là người có kinh nghiệm và được đào tạo. Cái này nó rất khó cho những cái khác lấy máu, như là lấy máu tĩnh mạch và động mạch. Nếu mà nhiễm trùng cái là nó sẽ vào cái hệ động mạch và có thể ảnh hưởng đến luôn đến cơ thể. Và xác định rõ cái cách thức lấy máu bằng cách là chọc qua động mạch hoặc là KTT. Các cái vị trí khác thì khó thực hiện, thì có nguy cơ cao, đòi hỏi người lấy máu thì phải có kinh nghiệm hơn. Ví dụ như là chạy động mạch bẹn thì nó gần có động mạch tĩnh mạch thần kinh, thì chúng ta phải xác định rõ. Và sau khi chọc thì cũng phải hết sức chú ý là nó sẽ có cái hepatome ở đấy, cái khối mẫu tụ này sẽ rất là nguy hiểm. Trước tiên thì chúng ta phải làm cái động tác là giải thích cho bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Như thường những cái xét nghiệm khí máu thì đa phần là bệnh nhân thậm chí là tỉnh, mà cũng có nhiều khi cũng không tỉnh đâu, thì phải giải thích cho người nhà nhé. Thì cái này nó rất là nhạy cảm, thì chúng ta phải giải thích trước cái đấy đi. Sau đó thì ghi chép tất cả các cái thông tin về bệnh nhân, ví dụ như họ tên, giường, tùa, vân vân, nơi sinh, nhiệt độ, huyết áp và các cái thông số, đặc biệt là thông số nhiệt độ và thông số FiO2, hai cái thông số rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái HCO3 thực. Chúng ta biết là HCO3 nó sẽ có hai cái là HCO3 chuẩn và HCO3 thực. Nếu mà nó sẽ sai cái đấy thì trong biện luận kết quả là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Và cái người lấy máu phải xác định rõ là cái vị trí lấy máu, hoặc là động mạch quay, động mạch cánh tay, động mạch đùi. Ưu tiên thì trước tiên là phải dùng cái động mạch quay, nó nông, nó dễ tiếp cận và nó có cái tuần hoàn màng vệ tốt với động mạch trụ. Thì yêu cầu thì nên sử dụng máu động mạch
vì máu động mạch ký có thành phần tương tự như trong mô của cơ thể. Khi đánh giá chức năng trao đổi khí bằng cái thông số PO2 hoặc PCO2 thì phải dùng máu động mạch. Và máu động mạch thì cũng để đánh giá các rối loạn toan kiềm hoặc nồng độ các chất điện giải. Và có thể dùng máu tĩnh mạch để xác định các thông số như là pH điện giải, các hemoglobin và cái methemoglobin. Các cái máu tĩnh mạch trộn để đánh giá các khả năng thu nhận oxy hoặc là cung lượng tim ở mức độ nút thắt tại phổi. Thế thì đây là các cái vị trí chính mà thường hay sử dụng. Một số trường hợp khác, ví dụ như người ta đang phẫu thuật tim mạch thì có thể lấy luôn tại các cái buồng tim. Đây là cái kỹ thuật lấy, thì phải chú ý, ví dụ ở đây chúng ta thao tác là lấy máu tại cái máng mạch của cái động mạch quay. Trước tiên phải làm cái nghiệm pháp Allen thì chúng ta biết là nó có 4 bước. Nhất là ta chẹn, xác định được cái động mạch quay, động mạch trụ, và sau ta ấn vào đấy mấy giây thì cái bàn tay nó sẽ nhợt, nó bị máu nó không xuống được, và chúng ta bỏ ra thì nó lại bình thường, thì cái này test sẽ dương tính, thì chúng ta có thể chọc được ở cái động mạch quay này. Nó đơn giản thế thôi. Thì cũng có người ấy thì người ta không chẹn, là người ta cho nắm ra nắm vào, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến điện giải, thế nên người ta khuyên là nên làm theo các 4 cái bước này. Thế mà test dương tính rồi thì chúng ta quan sát cái lòng bàn tay sau 10 giây thì sẽ tiến hành chọc. Còn nếu mà khi mà âm tính thì tức là cái bàn tay nó không hồng trở lại, thì trong thời gian trên 10 giây thì cái mạng lưới giữa động mạch trụ, động mạch quay là không tốt, nên là phải chuyển chọn cái động mạch khác. Xác định cái động mạch quay thì cũng có thể là sắt trùng cồn, hoặc là cũng có thể gây tê, hoặc là chọc kim gắn với thiết bị, thường là kim gắn với cái thiết bị lấy máu, và khi sau khi rút kim thì phải ấn chặt vào cái vị trí đó trong vòng 5 đến 10 phút, đóng nóc kim và xoay nhẹ bơm tiêm, và cầm cái mẫu bệnh phẩm ở tư thế nằm ngang này. Và chúng ta đóng cái nóc kim vào để cho không khí nó không xâm nhập vào. Còn một số trường hợp ở cái capillary thì chúng ta có thể chọc vào cái đầu sáp để đưa đi, và đưa lên phòng xét nghiệm càng sớm càng tốt, và không ủ ở trong đá. Còn nếu mà nó xa quá thì chúng ta phải bỏ vào cái hộp, xong xung quanh hộp thì chúng ta để các cái bảo ôn, các cái đá ngoài, chứ không để trực tiếp vào đá. Nếu một trường hợp thứ hai, bệnh nhân đang cấp cứu, đang truyền rồi thì có thể lấy từ catheter, thì cũng phải yêu cầu cái đuổi máu, đóng ngay cái nắp kim và chụp cái bảo vệ để tránh sự xâm nhập của khí vào. Thế còn khi mà xử lý trí mẫu thì là chúng ta phải ghi các thông tin về hành chính, họ, tên, tuổi, giường, vân vân, rồi cái nhiệt độ và cái FiO2. Và phải dán nhãn ở phần cuối ống đựng máu để tránh rơi nhãn khi đưa vào dụng cụ. Phân tích mẫu càng sớm càng tốt để nằm ngang và đưa lên phòng xét nghiệm. Bảo quản mẫu thì là trong vòng 30 phút thôi. Và để phân tích máu càng sớm càng tốt, đặc biệt với các thông số như là PO2, glucose, lactate. Ở nhiệt độ phòng thì thay đổi khoảng, lactate sẽ thay đổi khoảng 0,6 mmol lít trên 1 giờ. Và ở 4 độ C thì là thay đổi được 0,06 mmol trên giờ. Và có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong vòng 30 phút thôi. Cái này không để lâu được. Như trên tôi nói rồi, trong cái trường hợp mà để đi xa quá lâu thì phải để trong cái hộp, và cái hộp để vào trong nước đá, chứ không để trực tiếp vào cái nước đá. Một số lỗi thì chúng ta thấy rằng là cái cũng có thể hay gặp, và cái nguy cơ nhầm lẫn bệnh phẩm thì thứ nhất là cái quá tải, rồi giường nằm giường 2, nằm 3 vân vân, thì cái định danh nó không tốt, cho nên có thể sai người nọ sang người kia. Thế cho nên là lấy xong rồi dán nhãn, lấy mẫu hoặc là lập tức để vào cái ống máu để nó tránh sai sót. Thì cái chất chống đông nó không phù hợp thì chúng ta phải chú ý. Thường là lấy cái thể tích đúng do nhà cái sản xuất khuyến cáo, dùng loại bơm có tráng cái heparin đông khô để nó cân bằng điện giải. Tại vì là cái mô đun của chúng ta giờ thường là làm khí máu lẫn điện giải, rồi gluco, rồi ure, vân vân. Có thể làm lactate nữa. Và bệnh nhân thì nghỉ ngơi trước khi lấy máu để không thay đổi, cài đặt trước khi trong 20 phút. Và cái phiếu thì nhớ là ghi nhiệt độ và cái FiO2.
để phòng xét nghiệm thì có thể nạp cái thông số vào để nó tính ra được cái HCO3 thực. Và tránh cái trường hợp mà bị pha loãng máu thì thường là trong các cái dịch catheter thì chúng ta phải loại bỏ cái đoạn đầu đi, thường là đến 2 đến 3 lần cái thể tích chết của catheter thì bắt đầu mới lấy máu. Thế còn cái một số các cái sự cố thì lẫn thì có thể là giữa máu nhầm lẫn máu tĩnh mạch thì cái PO2 và SO2 nó có thể thay đổi. Đây ví dụ như là trong cái trường hợp mà cái máu giữa máu động mạch và máu tĩnh mạch thì chúng ta thấy nó có cái sự khác nhau giữa cái PO2, cái máu tĩnh mạch thì nó rất là cao. À máu đúng rồi, máu động mạch thì cái PO2 nó sẽ cao hơn máu tĩnh mạch. Và có thể lẫn bọt thì lập tức phải đuổi nó ra. Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái PO2. Và trước khi mà chúng ta phân tích thì phải xoay. Nhớ là trước khi xoay thì không được tháo cái đầu ambu ra và đảo chiều độ khoảng 10 lần thì bắt đầu mới phân tích. Còn bảo quản thì phải trong vòng 30 phút thôi. Và không để phòng xét nghiệm quá 30 phút. Không để vào trực tiếp vào cái đá. Ví dụ như là cái PCO2 nó giảm thì oxy tiêu thụ giảm. Và cái PCO2 nó tăng thì do cái CO2 nó sản sinh. Hoặc là nó một số các thông số khác, ví dụ gluco có thể bị thay đổi. Đấy là cái hậu quả của cái bảo quản mẫu không đúng. Có thể trường hợp nữa là mẫu bị huyết tán cũng có ít nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là cái thông số kali cũng có thể bị ảnh hưởng. Hoặc là cái máu nó về vì là cái lấy máu là máu toàn phần, cho nên cái việc quan sát có bị huyết tán hay không thì là nó cũng rất khó, không như cái mẫu bình thường mà chúng ta ly tâm ra thì xem cái huyết thanh huyết tương thì nó sẽ hơi khó. Chúng ta phải căn cứ vào các cái thông số khi mà phân tích. Một số cái thông số ảnh hưởng khác, ví dụ như là cái áp lực cao, chúng ta đè bóp chặt cái chỗ lấy máu. Thường cái trong trường hợp này chúng ta không như là máu tĩnh mạch, thường là xác định đúng cái máng mạch thì chúng ta chọc nhẹ một cái thì nó sẽ áp lực của tim thì cái máu nó tự phun lên cái capillary thôi. Và có thể là bị cục máu đông, cái này thì thường xảy ra đối với những cái máy mà thường cái đầu của nó cũng đều người ta tráng cái heparin hết cả cái capillary, nhưng cái đoạn đầu thì cái lượng máu đi nhiều thì cái đoạn đầu sẽ bị tắc, nó sẽ tạo thành những cái màng nhện ở đấy. Thì trước khi phân tích thì chúng ta phải chấm vào một cái tờ giấy thấm để nó bỏ đớt cái đoạn đầu đi, chứ còn nếu mà không cho vào máy là nó sẽ bị tắc máy. Và cái trộn đều mẫu, đây là một số cái thông số thay đổi. Tôi lấy ví dụ như cái pH có thể thay đổi, có thể giảm ở nhiệt độ này hoặc là nhiệt độ 22 độ vân vân, hoặc là cái PCO2 thì nó có thể tăng khi ở nhiệt độ 37 độ hoặc là 22 độ, hoặc là cái phân áp oxy cũng thế, nó có thể bị giảm. Thì tổng hợp lại thì cái tóm tắt cái chuẩn bị lấy mẫu thì phải dán mã bệnh nhân, ghi đầy đủ nhiệt độ FiO2, giữ tình trạng hô hấp bệnh nhân ổn định trước khi lấy mẫu, tránh lấy mẫu nhầm máu tĩnh mạch và trộn đúng quy cách sau khi lấy mẫu. Và bảo kiểm tra xem là cái bọt khí cục đông đậy nắp và trộn mẫu theo cái và đưa mẫu lên theo phương nằm ngang. Vận chuyển lên mẫu lên phòng xét nghiệm càng sớm càng tốt. Và các cái giai đoạn xét nghiệm thì cái này thuộc về phòng xét nghiệm rồi nhé, thì các cái quy trình tiến hành phải theo một cái SOP. Và cái phân tích mẫu thì phải thực hiện là cái nội kiểm thực hiện hàng ngày, ngoại kiểm thực hiện hàng tháng vân vân, cái này là thuộc phòng xét nghiệm phải đảm bảo. Tôi lấy ví dụ như cái nội kiểm một cái trường hợp như này thì sẽ vi phạm, thì sẽ không vượt qua cái khoảng min là tới 3 SD thì sẽ bị loại, ví dụ như thế có rất nhiều. Và cái xem cái hạn hóa chất ở trên cái hộp thuốc thử, rồi vấn đề có cái lịch bảo trì bảo dưỡng của cái khí máu, rồi cái công ty cũng như phòng xét nghiệm phải kết hợp với nhau để lập một kế hoạch ngay từ đầu năm để bảo dưỡng bảo trì. Còn cái giai đoạn sau xét nghiệm thì phải tránh những cái có thể phản hồi với bác sĩ lâm sàng trong một số trường hợp kết quả nó
không không giống như là cái chuẩn đoán và cái trao đổi để nhận thấy cái không phù hợp và xem cái lấy máu sẽ như thế nào. Đấy, thì vào đôi điều về cái bài của tôi thì sẽ kết luận như sau: phân tích khí máu là có thể ảnh hưởng đến cái hướng điều trị và cái ảnh hưởng đến cái tính mạng của người bệnh, và sai sót trước lấy máu thì rất là cao, chiếm tới 60-70%, và mẫu bệnh phẩm khí máu rất không ổn định, cần kiểm soát tốt khâu lấy mẫu, và khí máu động mạch cần thực hiện kiểm tra chất lượng định kỳ, tuân thủ các cái quy định về bảo dưỡng. Thì cái bài của chúng tôi thì nó cũng đơn giản thế thôi, và rất cảm ơn sự chú ý của các quý đồng nghiệp.